chào cả nhà nha. Hiện tại là Nhân đang đứng tại dự án Phúc An City. Bên đây là cái phần mở rộng 52 hectare của khu biệt thự. Như cả nhà mình thấy phía sau lưng Nhân á, thì bên đây là có một phần là bên phía công ty đang đóng cọc. Cái phần bên đây là sau này công ty sẽ mở bán tiếp. Còn ở bên đây thì mình đang bán rồi nha cả nhà. Cái phía sau lưng Nhân nó đang bán bên đây. Thì tổng cộng là cái khu 52 hectare này thì nó có 500 căn biệt thự. Cái diện tích của nó là ngang 6 dài 15 mỗi căn và một trệt hai lầu nha cả nhà. Thì cái khu này còn rất là nhiều, rất là rộng luôn. Thì cả nhà mình thấy sau lưng Nhân nó còn rất là rộng. Thì bây giờ Nhân sẽ, tại vì bây giờ công trình đang thi công đó, cho nên là không có cho vào được, thì Nhân sẽ đứng ở ngoài, Nhân quay cho cả nhà mình xem sơ sơ thôi nha. Đó, như mình thấy cái phía bên đây nè, bên đây thì một phần là đang đóng cọc móng rồi, nhưng mà phần này chắc còn lâu lắm mới bán. Hiện tại đang bán bên đây. Bên đây là lốc N10, N11 thì nó còn mười mấy căn thôi, nó cũng sắp hết rồi và công ty tiếp tục mở thêm những cái lốc mới nữa, nhưng mà thông tin chưa có. Rồi khi nào có thì Nhân sẽ gửi cho cả nhà mình. Nói như bên đây là cả nhà mình thấy nó tuốt ở bên kia đó, qua tới bên cái phía mà cái cây cột điện cao thế đó, thì mình làm cái dự án là qua tới bên đó luôn, là nó giáp, nó đầu đích với lại cái thằng Phúc An City bên cổng chính bên kia đó. Đó, nhưng mà bây giờ là sang lắp mặt bằng hết rồi, ok hết rồi, bây giờ chỉ cần tiến hành thôi. Nhưng bên đây nhà mình thấy ha, là nó tuốt đằng sau luôn, nó có một cái công ty đã chắn lại rồi đó. Ở bên đây thì đang làm móng. Thì tiếp tục là công ty sẽ bung thêm sản phẩm nữa, nhưng mà thứ nhất là chưa có biết bao nhiêu căn, và thứ hai là chưa biết giá tiền. Bên đây thì nó có hai lốc, thì bên phía chủ đầu tư đang chuẩn bị cất nóc này nha cả nhà. Nhân sẽ zoom lên cho cả nhà mình xem nha. Nó như ở đây là mình thấy được cái phần nóc nè. Cái phần nóc nhà đã làm khung rồi, bây giờ chuẩn bị lợp nữa thôi. Là nó có hai lốc đó sẽ xong sớm nhất đó. Còn tất cả những cái lốc ngoài đây, tất cả những lốc ngoài đây thì nó sẽ rơi vào từ ngày mình ký hợp đồng là 9 tháng sau công ty sẽ giao nhà cho mình. Thì bây giờ khi mình mua thì nó có hai hình thức. Một là cả nhà mình trả luôn một lần thì công ty sẽ chiết khấu 3% trên tổng giá trị căn biệt thự. Còn nếu như mình trả góp thì mình trả 50%, còn lại mình chia đều cho 12 tháng mình góp. Phía trong nó rất là rộng nha cái nhà, nó còn mênh mang ở trong luôn, nhưng mà bên phía thầu xây dựng họ không có cho đi vào đó nên là không đi vào được. Thì bây giờ là vẫn đang tiếp tục bán, đang bán ở lốc N10, N11. Bên đó cái giá là 2,5 tỷ một căn nha cả nhà. Thì nếu như mình trả góp là mình trả trước chỉ có 1,25 tỷ thôi, còn lại chia đều cho 12 tháng. Còn nếu như cả nhà mình không đủ tiền thì mình sẽ cái hình thức là mình vay lại của công ty. Mình vay là mình sẽ vay là 5 năm. Mình trả trước 50%, còn 50% mình trả trong vòng 5 năm. Mình cứ chia đều ra mỗi tháng, mình trả vừa gốc vừa lãi luôn. Thì ví dụ như là ai mà mình muốn mua hình thức vô đó thì cứ liên hệ với Nhân, Nhân sẽ tính ra cho mình cái gốc cái lãi là một tháng bao nhiêu để mình trả. Và bây giờ nếu như khi cả nhà mình mua đó, cả nhà mình mua thì thứ nhất là nếu như mình trả luôn là được chiết khấu 3% trên tổng giá trị. Mình tặng thêm một cái sổ tiết kiệm 20 triệu đồng. Thì 20 triệu đồng đó thì cả nhà mình sẽ, mình thường thường mình xài cái ngân hàng nào đó thì công ty sẽ làm cái ngân hàng đó cho mình. Và tiếp theo nữa là mình sẽ được tặng một cái gói điện năng lượng mặt trời 50 triệu. Thì cái đó là khi nào cả nhà mình lắp thì công ty sẽ lắp cho mình. Còn nếu như mình mua nhà thô nha cả nhà, mua nhà thô thì 2,5 tỷ đó, thì
9 tháng sau công ty giao nhà cho mình xong rồi đó. Rồi trong vòng từ 9 tháng đó tiếp tục cho tới thêm 6 tháng nữa. Mà nếu như cả nhà mình hoàn thiện luôn đó thì công ty nó sẽ tặng cho mình thêm một cái gói vật liệu trị giá 50 triệu nữa. Rất là nhiều quà tặng nha cả nhà. Bây giờ là cả nhà mình, nếu mình mua là mình sẽ đang mua là đợt đầu tiên của công ty bán luôn, và mua chính chủ đầu tư chứ nó chưa có qua tay, cho nên là được cái ưu đãi rất là tốt và cái giá cũng rất là vừa phải. Rồi nếu như cả nhà mình muốn đi tham quan dự án thì sẽ gọi cho Nhân số điện thoại trên màn hình ha. Thì bên Nhân nó sẽ có 2 ngày để mình đi tham quan, là ngày thứ năm và ngày chủ nhật. 8 giờ sáng bắt đầu đi từ địa chỉ số 82 đường Lê Trọng Tấn, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú. Thì trên đó sẽ có xe đưa đón mình xuống đây tham quan. Và nếu như mình đặt cọc trong 2 ngày đó, mình sẽ được tặng thêm một cái TV Samsung 40 inch với giá tiền là hình như là cũng khoảng 10 triệu đó. Là mình được tặng thêm một cái TV nữa. Rồi Nhân quay sơ cho cả nhà mình xem thôi nha. Cả nhà mình nếu như tham quan thì cứ gọi cho Nhân. Và Nhân cũng cảm ơn cả nhà mình đã dành thời gian để theo dõi video của Nhân nha. Cả nhà mình hãy nhớ bấm nút đăng ký đi, để có thể xem được những video sau. Thì biết đâu có những cái khu khác mà nó phù hợp với cái tài chính của mình, thì lúc đó cứ liên hệ cho Nhân thì Nhân sẽ tư vấn cho cả nhà mình hết mình nha. Rồi Nhân xin chào và hẹn gặp lại ạ.